Một khi mở cửa ra, vậy thì không thể tránh khỏi một màn đánh nhau đẫm máu rồi. Trên tầng có một anh bạn tù không vượt ngục đột nhiên mở cái đèn lên rồi đập nát cái bóng đó dẫn đến chập mạch điện. Một tên tù nhân hét lên, sau đó lại 3 đến 4 tên tù nhân khác cũng cùng nhau kêu gào, khiến cho cai ngục cảm thấy rất phiền phức. Thế là anh ta không đi cất cái thông bồn cầu nữa, mà đã đi thẳng lên tầng để giải quyết vấn đề này trước. Nhờ có cái điệu hổ ly sơn của những anh em bạn tù, nên ba người này lại có thêm một cơ hội để vượt ngục. Sau đó, ba người đẩy cửa đi ra ngoài, rồi thuận lợi mở được những cánh cửa tiếp theo và lén lút đi vào phòng trực ban không có người để mở cánh cửa điện ra. Ba người đã đi đến cánh cửa cuối cùng, rồi qua lỗ của cánh cửa thì có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài rồi. Nhưng vấn đề quan trọng nhất chính là đây, bởi vì đó là cánh cửa duy nhất mà bọn họ chưa từng mở qua, không biết chìa nào mới đúng nên chỉ có thể thử từng cái một. Thời gian cứ thế trôi qua, tâm trạng của bọn họ cũng trở nên nôn nóng. Chiếc chìa khóa cuối cùng thử xong nhưng lại không thể được nên cánh cửa này đã trở thành ác mộng cuối cùng của bọn họ. Jenkins từ bỏ rồi, chúng ta đành phải quay về thôi. Nhưng tù nhân người Pháp này lại không can tâm, anh ta không nói lời nào liền cầm cái búa đập mạnh vào ổ khóa. Âm thanh to như vậy khiến cho hai người còn lại sợ hãi như ngồi trên đống lửa. Jenkins cầu xin ông ta đừng đập nữa, sau đó chạy vào một căn phòng, đâu đâu cũng là âm thanh ầm ầm thì chắc chắn sẽ dẫn cai ngục đến. Jenkins chạy quay lại muốn ngăn cản nhưng anh ta nhìn thấy cánh cửa đã bị đập nát rồi. Sau đó bọn họ tiếp tục kiên trì đập, đợi một chút chỉ sau mấy tiếng gõ này thì cửa mở ra rồi. Bọn họ đã mặc xong quần áo và bắt đầu đi ra ngoài, rồi lợi dụng gương để quan sát cai ngục đứng trên tường vây. May quá không bị phát hiện, sau đó lại lợi dụng lúc cai ngục quay đầu đi chỗ khác thì ba người lại nhanh chóng đi về phía cửa lớn nhà tù. Bên ngoài, người và xe đi lại rất tấp nập, nếu như có áo khoác tàng hình ở đây thì tốt biết mấy, nhưng may là không ai chú ý đến bọn họ. Bọn họ từng người một điềm tĩnh bước ra ngoài, nhưng thật trùng hợp ở trên đường, bọn họ lại thấy bóng dáng của ông cai ngục trưởng. Một người đàn ông nham hiểm như vậy, nhưng khi cởi bỏ bộ quân phục ra thì lại cởi bỏ mọi sự cảnh giác và hoàn toàn không chú ý gì đến bọn họ. Đi, cứ đi, nơi nào không có người thì chạy thật nhanh, cứ điên cuồng mà chạy. Cuối cùng bọn họ tìm được một chiếc taxi, sau đó đem hết số tiền tích góp được trong hơn 400 ngày qua để trả tiền xe, rồi đi đến một nơi khác thì ba người từ nay sẽ được tự do. Lúc này ở trong nhà giam, khi cai ngục đến từng phòng điểm danh thì mới phát hiện trên giường không có ai. Một người trước nay luôn hung dữ như cai ngục trưởng lúc này đã bắt đầu hốt hoảng đi tìm, còn những tù nhân không vượt ngục nhìn thấy cảnh này đã không nhịn nổi mà cười rất đắc chí. Đây là một câu chuyện có thật. Hình tượng của nhân vật Jenkins là nhà hoạt động chính trị tên là Tim Jenkins. Anh ta là một thợ mộc trầm tính nhưng đại diện cho thân phận của người khởi xướng cho sự bình đẳng chủng tộc và trở thành người tiên phong cho phong trào đấu tranh tự do. Anh ta không chỉ phá tan mọi cánh cửa song sắt nhà tù mà còn giúp nhiều người trên thế giới thoát khỏi áp bức nô lệ bất bình đẳng. Một chuyện tưởng chừng không thể làm sao lại xảy ra được chứ? Đáp án chính là đem nó chia thành các mục tiêu nhỏ khác nhau giống như từng chìa khóa nhỏ này vậy. Đừng quên like và share giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.